Vào rộng sáng nay 12 tháng 5, lực lượng cảnh sát môi trường phối hợp với Tri Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản Bình Thuận đã bắt quả tang cơ sở sản xuất của bà Nguyễn Thị Thu ở thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc có hành vi sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc để sản xuất giá đỗ. Tại hiện trường, đội kiểm tra đã tịch thu 223 ống thuốc và 2 kg thuốc tẩy trắng. Hai vợ chồng là chủ cơ sở sản xuất khai nhận, dù biết đây là những loại hóa chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhưng vẫn cố tình sử dụng. Số thuốc không rõ nguồn gốc có in chữ Trung Quốc, dùng để làm giá, không ra dễ, làm mập thân, còn hóa chất tẩy thì dùng để tẩy trắng, làm đẹp bóng mầm giá. Mỗi ngày, cơ sở này sản xuất từ 100 đến 200 kg giá để tiêu thụ trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết.